Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với video tiếp theo của LTG. Chúc anh em có một ngày học tập và làm việc thuận lợi nhé. Ở trong thế giới của tuyệt thế đường môn, không ai có thể phủ nhận rằng Vũ Hạo là một nam chính may mắn không giống ai. Trong hành trình, cậu không chỉ có được vũ hồn bá đạo mà còn được ưu ái về sự hướng dẫn của những vị lão sư vô cùng bá đạo. Chính những người thầy ấy được cho là đứng đầu đấu la đại lục đã giúp cậu trưởng thành. Trong số những người đã từng dạy cho Vũ Hạo, có một vị lão sư được xem là thần chi cấp 1, khả năng và sự hiểu biết của ông là không thể chối cãi. Và ông đã truyền cho Vũ Hạo không chỉ những kỹ năng nấu ăn mà còn cả chính thần vị của chính mình. Điều này đã giúp cho Vũ Hạo trở thành một vị thần. Hôm nay hãy cùng LTG khám phá sự bá đạo của những người đã định hình sự nghiệp của Vũ Hạo trong video ngày hôm nay. Vị trí thứ tư, Thiên Mộng Băng Tắm. Là một con hồn thú tu vi triệu năm, Thiên Mộng Băng Tắm có sức ảnh hưởng rất lớn đối với Vũ Hạo. Nó không chỉ ban cho Vũ Hạo hồn hoàn mạnh mẽ để tăng sức mạnh mà còn cho cậu một cái vũ hồn băng thuộc tính. Thiên Mộng Băng Tầm đã hướng dẫn Vũ Hạo đi theo từng bước mà không hề phải vượt qua đường vòng, từng bước hướng tới vinh quang. Trước khi Vũ Hạo tiến vào học viện Sử Lai Khắc, Thiên Mộng Băng Tầm đã chủ động trở thành cái hồn hoàn đầu tiên của Vũ Hạo. Nó cho Vũ Hạo 4 cái hồn kỹ tu vi triệu năm. Dựa theo trình tự, bình thường một cái 10 vạn năm hồn hoàn trở lên sẽ có 2 cái hồn kỹ. Thế nhưng Thiên Mộng Băng Tầm với tư cách là một con hồn thú tu vi triệu năm, sau khi trở thành hồn hoàn, trực tiếp ban cho Vũ Hạo 4 cái hồn kỹ. Hơn nữa, hiệu quả của các kỹ năng này sẽ thay đổi theo sự gia tăng của sức mạnh hồn lực. Cuối cùng thì phạm vi của Vũ Hạo có thể đạt tới chính là hàng chục ngàn dặm và có hàng trăm ngàn người có thể được Vũ Hạo chia sẻ tinh thần tham trác. Kỹ năng hồn kỹ này có thể nói là một kỹ năng kỳ diệu nhất trong phụ trợ hồn kỹ. Vì điều này, Vũ Hạo gần như bị các lão sư yêu cầu phải trở thành một hồn sư hệ phụ trợ. Sau khi Thiên Mộng Băng Tắm trở thành hồn hoàn của Vũ Hạo, nó cũng không thực sự chết đi, chỉ là chết về thể xác. Thế nhưng linh hồn của nó lại trú ngụ trong linh hải của Vũ Hạo, trở thành hồn hoàn trí tuệ. Thiên Mộng Băng Tắm có lên một kế hoạch tạo thần. Ở trong nguyên tác, Thiên Mộng Băng Tắm cũng tương đương với sự tồn tại của sư phụ Vũ Hạo, là tồn tại cực kỳ then chốt đối với sự trưởng thành của nhân vật chính giai đoạn đầu. Người thứ hai chính là Tử Linh Thánh Pháp Thần Y Lai Khắc Tư, một người siêu mạnh từng vô địch ở lục địa thánh quỷ, sức mạnh thậm chí còn vượt qua cả Thiên Mộng Băng Tắm. Là người ngủ trong linh hải của Vũ Hạo, ông đã thức tỉnh vào thời điểm quan trọng và giúp Vũ Hạo giải quyết nguy cơ, dùng kinh nghiệm của bản thân dạy dỗ Vũ Hạo, giúp cậu tránh khỏi hận thù làm cho mù quáng. Sau này ông lựa chọn đốt cháy thần thức của mình, trấn áp sức mạnh của Tuyệt Đế, dung hợp với Vũ Hạo, trở thành hồn linh đầu tiên trên đấu la đại lục. Mà thần thức của ông bị Vũ Hạo đồng hóa cũng trở thành vũ hồn thứ ba của Vũ Hạo, được đặt tên là Tử Linh Thánh Pháp Thần. Cũng nói cho Vũ Hạo biết nếu một ngày cậu có thể trở thành thần, Vũ Hạo cũng có thể thông qua dung hợp bộ phận thần thức này của Y Lai Khắc Tư đi tìm thần thức của chính ông, thậm chí là trực tiếp đem Y Lai Khắc Tư thần thức kích hoạt. Ông chính là Quang Minh của thời đại Huy Hoàng, con trai của thành chủ thành phố Tây Địch của bảng Ba Đế Quốc, là một ma pháp sư. Quán quân trong cuộc chiến thiên tài do Huy Hoàng giáo đình tổ chức, cùng với một người nữa được ca ngợi là song tử tinh của đế quốc. Sau quá trình này bị đế quốc và giáo đình âm mưu hãm hại, bị đặt lên tội phản quốc. Sau khi bị sát hại chiếm được truyền thừa của một vị lão sư vong linh thượng cổ, từ con trai Quang Minh biến thành Tử Linh Thánh Pháp Thần vong linh thiên tài. Bởi vì linh hồn lực lượng của Y Lai Khắc Tư quá cường đại, tại thời khắc tử vong, đã phá vỡ không gian, có một luồng thần thức còn sót lại đã đi tới đấu la đại lục. Lúc ấy vừa lúc Thiên Mộng Băng Tầm cùng với Vũ Hạo tiến hành dung hợp, sinh ra năng lượng ba động rất là mãnh liệt, vì đã đó đã hấp dẫn thần thức của Y Lai Khắc Tư tới, ở lại tinh thần hải của Vũ Hạo lâm vào yên lặng. Y Lai Khắc Tư cũng chính là người sáng tạo ra hồn linh, ông đem hồn thú chuyển hóa thành một loại không có thực thể, thế nhưng cũng sẽ không biến mất sinh mạng thể. Là độc lập với hồn hoàn hồn cốt bên ngoài, đây là một loại năng lực khác của hồn sư. Từ phần 2 trở đi, hồn linh sẽ chiếm hoàn toàn cốt truyện. Sức mạnh này có thể thay thế hồn hoàn, thế nhưng lại tuyệt đối không sống với hồn hoàn. Người thầy thứ ba là Long Thần Đấu La Mục Ân, tuyệt thế đấu la 99 cấp, được coi là người mạnh nhất trong 3 tuyệt thế đấu la. Mục Ân đã không màng thế sự, ông trở thành một người quét dọn ở học viện Sử Lai Khắc, sau này nhận Vũ Hạo làm đệ tử của chính mình. Và đúng cái ngày mà Vũ Hạo ngưng tụ âm dương hỗ bổ xong hồn hạch, Mục Lão đã xuất hiện, dùng lực lượng cuối cùng của mình bảo lưu trong Hoàng Kim Thụ, giúp cậu đạt được nguyện vọng. Nhưng cái giá phải trả đó chính là lực lượng của ông sẽ tiêu tán vĩnh viễn trên thế giới này. Ông là Hải Thần Các Chủ, sở hữu vũ hồn Quang Minh Thánh Long, được người đời biết đến với danh xưng là Long Thần Đấu La. Sử Lai Khắc nhờ có ông tọa trấn mà không bị tà hồn sư xâm lấn. Đây là một người thầy đã hy sinh chính mình cho Vũ Hạo, giúp cậu trưởng thành từng ngày.
Mục lão xuất thân từ gia tộc cổ lão truyền thừa trên vạn năm chính là gia tộc Lam Điện Bá Vương Long. Ở trong gia tộc Lam Điện Bá Vương Long thì vũ hồn Lam Điện Bá Vương Long có xác suất biến dị trở thành Quang Minh Thánh Long, trở thành một trong những vũ hồn cao cấp nhất đương thời. Mà Mục lão lại chính là một trong số những người may mắn đó. Khi ông 6 tuổi thì vũ hồn đã hoàn toàn giác tỉnh, nên trở thành đối tượng bồi dưỡng của cả gia tộc. Khi mà Mục lão được 8 tuổi thì đã tiến vào học viện, và khi đó hồn lực đã đột phá cảnh giới 20 cấp, cho đến nay điều này vẫn chưa bị ai phá vỡ. 10 năm sau, Mục lão lấy thân phận đội trưởng học viện Sử Lai Khắc bước lên trên thi đấu với những học viện khác của đại lục. Khi đó Mục lão mới 18 tuổi, hồn lực đã đạt đến 69 cấp, chỉ thiếu chút nữa là có thể đột phá bình cảnh thành tựu vũ hồn chân thân. Cũng chính ở trận chiến đó, Mục lão cùng với Long Tiêu Dao còn có Diệp Tịch Thủy, ba tuyệt thế đấu la hiện tại đã gặp nhau ở đây. Vũ hồn của Mục lão là Quang Minh Thánh Long, mà vũ hồn của Long Tiêu Dao chính là Hắc Ám Thánh Long và cũng là vũ hồn biến dị. Quang Minh cùng với Hắc Ám thì luôn bất phân thắng bại, chỉ có thể so hơn kém bằng tu vi. Khi đó hồn lực của Mục lão còn cao hơn Long Tiêu Dao một chút, cho nên ở trong trận chung kết thì ông đã đánh bại Long Tiêu Dao. Người thầy thứ tư chính là Tỉnh Tự Chi Thần Dung Niệm Băng, người chịu trách nhiệm hỗ trợ Đường Tam quản lý đấu la đại lục, là một trong 18 chi thần của đấu la thần giới, cấp 1 thần chi, trường khống thất tình lục dục. Bởi vì bản thân cảm xúc chi lực rất mạnh, cùng với hai đại thần vương Thiện Lương cùng với Tà Ác Tinh có tinh thần biến ảo cùng loại, nếu so sánh thì mạnh hơn thần chi cấp 1 bình thường một chút. Về sau ở chúng thần chi chiến, Vũ Hạo đã trở thành thần vương, Tỉnh Tự Chi Thần cũng được thăng lên làm thần vương địa vị, trở thành một trong 12 vị thần vương của thần giới. Sau khi phát hiện ra Vũ Hạo, Dung Niệm Băng vô cùng hài lòng với tài năng của cậu nên quyết định chuyển lại thần vị cho Vũ Hạo. Dung Niệm Băng đã cẩn thận dạy dỗ Vũ Hạo giúp cậu kế thừa thành công thần vị. Thế nhưng vì lẽ đó mà đã làm cho Đường Tam cực kỳ tức giận. Vì ban đầu Đường Tam cũng muốn truyền thừa thần vị của chính mình cho Vũ Hạo. Vì lẽ đó người kế vị của Đường Tam bị cắt đứt. Khi mà Vũ Hạo tiến vào thần giới, Đường Tam lập tức xuất hiện, đánh cho Vũ Hạo một trận tơi bời khói lửa. Tuy nhiên vì bảo vệ Vũ Hạo, Dung Niệm Băng vội vàng bước tới trước mặt Đường Tam che chắn cho cậu. Dung Niệm Băng chính là nam chính trong tiểu thuyết Băng Hòa Ma Chú, cùng tác giả là Đường Gia Tam Thiếu. Cha mẹ Dung Niệm Băng phân biệt là hỏa hệ và băng hệ ma pháp sư, khiến cho Dung Niệm Băng đồng thời có được băng và hỏa, hai cực hạn thuộc tính. Vì báo thù cho cha mẹ mà luyện tập ma pháp, sau đó trở thành Tỉnh Tự Chi Thần, là con cháu đời thứ ba của gia tộc Hoa Dung. Dung Niệm Băng cũng căn cứ vào đặc tính của chính mình đã nghiên cứu ra ma pháp. Ở trong ma pháp này không chỉ dung hợp ma pháp lực của cậu, đồng thời còn dung hợp toàn bộ năng lực của 7 thanh thần lộ đao cùng với tinh thần lực lượng mạnh mẽ, đã đem toàn bộ năng lực tụ tập vào trong một ma pháp, hoàn thành ma pháp bá đạo. Vậy là video của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Các bạn thấy những người được kể trên có thực sự bá đạo hay không? Đừng quên để lại ý kiến cá nhân của mình ở dưới phần bình luận của video này các bạn nhé. Cuối cùng theo TG, xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.